về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay về danh. Xin chào tất cả các em học sinh, rất vui khi được gặp lại các em trong video bài học của chúng ta ngày hôm nay. Ở bài trước thì cô đã hướng dẫn các em tìm hiểu về đơn vị đo chiều dài, những dụng cụ đo chiều dài và các bước đo chiều dài. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về cái cách đo khối lượng. Đây, chúng ta sẽ cùng vào bài 5 đo khối lượng. Nội dung chính trong bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ gồm có 3 phần. Phần đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về đơn vị và dụng cụ để đo khối lượng. Phần thứ hai, thực hành đo khối lượng, các em sẽ được tìm hiểu là các bước đo khối lượng như thế nào cho nhanh và chính xác nhất. Tiếp theo thì cô và các em sẽ cùng làm một số bài tập củng cố. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về đơn vị đo khối lượng. Các em có biết đơn vị đo khối lượng là gì không nhỉ? Chú ý cho cô này, đơn vị đo khối lượng trong hệ thống đo lường chính thức của nước ta hiện nay là kg và ký hiệu là kg chữ kg. Và khi đọc, khi ký hiệu như này thì chúng ta sẽ đọc là kg, chúng ta không đọc là kg. Được chưa? Đó là kg nhá. Và chú ý cho cô là kg là khối lượng của một quả cân mẫu đặt tại Viện Đo lường Quốc tế ở Pháp. Và trên đây là hình ảnh của quả cân mẫu. Quả cân mẫu của chúng ta đây. Được chưa? Được bảo quản rất là cẩn thận. Đấy, ở trong những cái lồng kính như thế này. Quả cân mẫu này thì có khối lượng đúng bằng 1kg, được làm bằng hợp kim và nó có đường kính và chiều cao cũng đều bằng 39mm. Và quả cân mẫu này được bảo quản rất là cẩn thận để tránh cái việc là nó bị oxy hóa khi mà tác dụng với các chất ở trong không khí, bị thay đổi khối lượng. Đấy, vì thế nên là nó được bảo quản rất là cẩn thận. Đó là đơn vị đo khối lượng. Ngoài đơn vị là kg là đơn vị chính thức trong hệ thống đo lường của nước ta, đơn vị chuẩn, thì chúng ta sẽ còn có một số đơn vị nữa là ước và bội của kg. Đấy, những đơn vị lớn hơn kg đó là tấn, tạ và yến. Và những đơn vị nhỏ hơn kg như là lạ, hectogram, decagram, gram và miligram. Đây là những đơn vị nhỏ hơn. Và chúng ta đã được học ở trong môn toán rồi đúng không nhỉ? Thì chúng ta biết là mỗi đơn vị liền kề nhau sẽ hơn kén nhau 10 lần. Được chưa? Cô lấy ví dụ này. 1kg. 1kg của cô sẽ bằng 10 hectogram. Được chưa nhỉ? Đấy. Khi mà đổi từ đơn vị lớn hơn sang đơn vị nhỏ hơn thì chúng ta chú ý. Vậy thì 1kg sẽ bằng bao nhiêu yến? 1kg của cô thì sẽ bằng 1 phần 10 yến. Được chưa? Đấy, nó hơn kém nhau 1 phần 10 yến hay là 0,1 yến? Hơn kém nhau 10 đơn vị. Đấy, 10 lần nhá. Vậy thì vận dụng đổi cho cô một số đơn vị sau này. 3kg thì sẽ bằng bao nhiêu gram? Nào, 3kg gram này, 1 gram 1kg thì sẽ bằng bao nhiêu gram các em nhỉ? 1kg thì chúng ta sẽ xem nào. Bằng này, chúng ta thêm các số 0 vào. 10, 100, 1000 đúng không? Thêm một số 0, 2 số 0 và 3 số 0. Được chưa? Sẽ là 1 số 0, 2 số 0, 3 số 0. 1kg của cô sẽ bằng 1000g. Vậy 3kg thì mình lấy 3 nhân với 1000 thì mình sẽ được kết quả là 3000g. Được chưa? Tiếp theo nhá. 1,5g thì bằng bao nhiêu kg? 1,5g. 1g thì bằng 10mg. Được chưa? 1g bằng 10mg. Vậy cô có 1,5g thì cô sẽ nhân với 10 lên, sẽ là 15mg. 1,5g thì sẽ bằng 15mg. Được chưa? 0,5kg thì bằng bao nhiêu lạng? Kg. 1kg thì bằng 1kg bằng 10 lạng. Lạng ở đây hay là hectogram? Được chưa? Hectogram. 0,5kg thì sẽ là 0,5 nhân với 10 thì bằng 5 lạng. Đấy, chúng ta đã rõ cách đổi chưa nhỉ? Tiếp theo nhá. 250kg thì bằng bao nhiêu tấn?
250kg thì bằng bao nhiêu tấn? Nào, mình đổi từ đơn vị nhỏ hơn sang đơn vị lớn hơn. Vậy mình có nào, 1kg thì bằng bao nhiêu tấn các em nhỉ? Thì sẽ là 1 phần bao nhiêu? Nào, kg nhá, 10 này, 100 này, 1.000, đúng không? 1.000, 1 phần 1.000 tấn. Được chưa? Vậy thì 250kg thì chúng ta sẽ lấy là 250 nhân với 1 phần 1.000. Được chưa? Nó sẽ là 0,25 tấn. 250 nhân với 1 phần 1.000 sẽ là 0,25 tấn. Rồi, gam, 480g thì bằng bao nhiêu kg? À, gam, 1 gam sẽ bằng gì nhỉ? Đổi sang đơn vị lớn hơn thì mình sẽ lấy 1 chia cho này. Như đây, nào, gam nhá, bắt đầu là mình sẽ tính này, 10 này, 100, 1.000, đúng không? Thì chúng ta sẽ lấy 1.000. 1 gam bằng 1 phần 1.000 kg. Vậy thì 480g thì bằng bao nhiêu kg? Thì mình lấy 480 nhân với 1 phần 1.000. Được chưa? Thì sẽ là 0,48kg. Đó, 0,48kg. Tiếp theo, 1 tạ thì bằng bao nhiêu kg? 2 tạ bằng bao nhiêu kg? Vậy thì chúng ta sẽ có 1 tạ bằng bao nhiêu kg? 1 tạ này, 10 này, 100, đúng không? 100kg. Vậy chúng ta sẽ có 2 tạ là bằng 2 nhân với 100 là bằng 200kg. Chúng ta đã rõ cách đổi đơn vị chưa nhỉ? Đấy, đó là một số đơn vị đo độ dài. À, cô xin lỗi, một số đơn vị đo khối lượng. Thì mình nhớ cho cô là đơn vị đo khối lượng chính thức trong hệ thống đơn vị đo khối lượng, đo lường quốc tế của nước ta, đo lường hợp pháp của nước ta đó là kg. Được chưa? Ngoài ra một số bội số và ước số của kg như là tấn tạ yến là bội số của kg này, hectogram hay là lạng, decagram, gam, miligam là ước số của kg. Được chưa? Ngoài những đơn vị đo khối lượng kể trên thì chúng ta đã bao giờ nghe thấy những đơn vị đo khối lượng như là lượng vàng này, chỉ vàng, phân vàng chưa nhỉ? Hay là ly vàng chưa nhỉ? À, vậy thì đó cũng chính là một số đơn vị đo khối lượng. Và cụ thể là đo vàng. Vậy chú ý cho cô là khi mà người ta nói đến một lượng vàng ở đây chính là bằng một cây vàng. Một lượng vàng thì bằng một chỉ, bằng 10 chỉ, một lượng bằng 10 chỉ và nó tương đương với 37,5g. Được chưa? 10 chỉ sẽ bằng 10 phân và bằng 3,75g. 1 phân thì bằng 10 ly và bằng 0,375g. Đó, đó là một số những đơn vị đo khối lượng khác. Vậy là chúng ta đã nắm được một số đơn vị đo khối lượng chưa nhỉ? À, vậy thì người ta dùng cái gì để đo khối lượng? Dùng dụng cụ đo khối lượng. Vậy dụng cụ đo khối lượng ở đây là gì thì các em có biết không? À, chú ý cho cô nhá. Để đo khối lượng thì người ta sẽ dùng cân. Có rất nhiều loại cân khác nhau như là cân đồng hồ, cân điện tử, cân y tế, cân Joybeth van. Trên hình ảnh của cô có một số loại cân này. Các em có biết tên của từng loại cân này là gì không nhỉ? Nào, chúng ta sẽ cùng đi xét từng loại cân một nhé. Đầu tiên ở đây thì cô sẽ có cân đòn. Đây là cân đòn. Cân đòn này là một dụng cụ cân thô sơ mà ngày xưa người ta hay sử dụng. Đấy, bây giờ thì ít sử dụng rồi. Khi mà đặt một cái vật cần cân lên cái đĩa cân này, đấy, chúng ta sẽ di chuyển cái quả cân này trên cái thang đo đây. Di chuyển đến khi hai bên bằng nhau. Khi mà vật cần cân này với quả cân này bằng nhau thì mình sẽ đặt đọc cái số chỉ được vạch ở trên cái thang đo này. Đó chính là cái khối lượng của cái vật cần đo này. Đây chưa? Đây là cân đòn nhá. Hiện nay cân đòn thì ít được sử dụng. Tiếp theo thì mình sẽ có cân đồng hồ. Đây chính là cân đồng hồ. Cân đồng hồ thì thường được sử dụng trong đời sống hàng ngày, đặc biệt là trong mua bán. Đấy, bởi vì cân đồng hồ dễ sử dụng và nó bền. Đấy, vì thế nên là tùy vào những cái giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất ở trong cân. Ví dụ như là khi mà người ta cân một miếng thịt, đúng không? Thì người ta sẽ sử dụng một cái cân có giới hạn đo vào tầm khoảng đấy, cũng nhỏ thôi, tầm khoảng 30kg đấy. Đây là cân này là vào tầm khoảng 30kg.
Hoặc là khi mà cân những cái vật lớn hơn, ví dụ như là những cái bao gạo đấy, hay là cân một cái gì đó nó lớn hơn, thì người ta sẽ sử dụng những cái cân có giới hạn đo lớn hơn, được chưa? Nó là cân đồng hồ tùy thuộc vào giới hạn vật cần đo mà người ta sẽ chọn nhiều loại cân có giới hạn đo khác nhau. Tiếp theo là cân y tế. Đây chính là cân y tế. Thường thì cân y tế được sử dụng để đo khối lượng của cơ thể. Cái dựa vào khối lượng của cơ thể mà các bác sĩ sẽ chọn ra những cái phương pháp chế độ dinh dưỡng phù hợp với từng người. Tiếp theo ở đây là cân điện tử. Cân điện tử. Cân điện tử này thì cũng đa dạng, cũng có thể cân được trọng lượng cơ thể người. Thường sử dụng trong gia đình để theo dõi sức khỏe. Cân điện tử này thì tiện lợi, nhanh, chính xác và có thể hiện được kết quả đo ngay trên màn hình. Đây có cái màn hình đo cân ở đây. Hiện được ngay kết quả. Tiếp theo đó là cân này. Là cân gì nhỉ? Các em có biết cân này là cân gì không? Cân này là cân tiểu ly. Cân tiểu ly. Cân tiểu ly này thường được sử dụng ở trong phòng thí nghiệm hoặc là trong các tiệm vàng để đo những cái khối lượng nhỏ. Ví dụ như là khối lượng của vàng hay là khối lượng của những cái hóa chất nhỏ cần lấy ở trong phòng thí nghiệm chẳng hạn. Đây cũng là một loại cân tiểu ly này. Cân tiểu ly. Tiếp theo là cân Doppler. Đây là cân Doppler. Cân Doppler. Cân Doppler này thì cũng thường được sử dụng trong phòng thí nghiệm, dùng để đo các hóa chất, đo các mẫu vật ở trong phòng thí nghiệm. Đúng rồi nhỉ? Đó là một số loại cân. Đấy. Cân là dụng cụ để đo khối lượng, chú ý cho cô nhé. Vậy thì tương tự như thước là dụng cụ để đo chiều dài, thì hôm nay chúng ta sẽ học cân là dụng cụ để đo khối lượng. Thì cân cũng có giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất. Vậy thì trên một số loại cân thông thường sẽ có ghi giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất. Có một số loại cân thì chúng ta cần phải quan sát và chúng ta đọc được, đọc giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của cân đó. Còn có một số loại cân thì người ta ghi luôn là giới hạn đo của cân là bao nhiêu, độ chia nhỏ nhất là bao nhiêu, được chưa? Thì chúng ta không phải tự đi xác định nữa. Vậy chú ý cho cô, vẫn phải nhớ lại cho cô này. Giới hạn đo của cân là số lớn nhất ghi trên cân, được chưa? Độ chia nhỏ nhất của cân là hiệu hai số ghi trên hai và chia liên tiếp, được chưa? Và độ chia nhỏ nhất của cân cũng được tính tương tự như là độ chia nhỏ nhất của thước dùng để đo chiều dài. Để hiểu rõ hơn thì chúng ta sẽ cùng đi làm một câu hỏi vận dụng như sau nhé. Em hãy đọc tên loại cân dưới đây và cho biết giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của cân. Nào, các em hãy quan sát xem cân này là loại cân gì các em nhỉ? Đầu tiên là loại cân. Loại cân ở đây là cân gì nhỉ? Đây chính là cân đồng hồ. Cân đồng hồ. Được chưa? Vậy thì nó có gì? Giới hạn đo là bao nhiêu? Là vạch chia lớn nhất ghi trên cân. Ở đây người ta đang phóng to ra. Ở đây chúng ta thấy là cái độ chia lớn nhất ở trong cân này đó chính là 3 kg. Đây chính là giới hạn đo của cái cân này. Tiếp theo là độ chia nhỏ nhất. Độ chia nhỏ nhất. Độ chia nhỏ nhất ở đây là bao nhiêu? Chúng ta có thể tính tương tự như với thước, là chúng ta sẽ lấy số lớn. Cô sẽ ghi xuống bên dưới nha. Số lớn này trừ đi số bé, chia cho số khoảng giữa hai số này. Số khoảng. Nhớ cho cô công thức này để tính độ chia nhỏ nhất. Nào, ở đây mình sẽ có gì trong cân này? Chúng ta thấy này, ở đây là ghi là 0 gram. Được chưa? Số hai số này, số lớn của cô lấy 200 và số bé cô lấy số 0.
số 0, 200 trừ 0 chia cho số khoảng, mình xem là giữa 200, giữa số 0 và số 200 này sẽ chia được thành bao nhiêu khoảng nhá. Chúng ta có thể đếm này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 khoảng. Được chưa? 10 khoảng thì chúng ta sẽ chia cho 10. Vậy đáp án ở đây của chúng ta sẽ được là 20. 20, được chưa? Và đơn vị ở đây chính là gram. Ở đây ghi là 0 gram này. Được chưa? Từ 0 đến 200 chia thành 10 khoảng. Vậy thì độ chia nhỏ nhất của cân này chính là 20 gram. Giới hạn đo là 3 kg và độ chia nhỏ nhất là 20 gram. Đấy, chúng ta chú ý cho cô cái cách tính độ chia nhỏ nhất nhé. Vậy là ở cân này chúng ta cần phải xác định, quan sát để chúng ta xác định được giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất. Còn đối với một số loại cân như là cân điện tử thì người ta có thể ghi những cái thông số này luôn lên trên cân cho chúng ta. Được chưa nhỉ? Sau đây chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu các bước để đo khối lượng sao cho nhanh và chính xác nhất. Đầu tiên, chú ý cho cô, bước thứ nhất là các em sẽ cần phải ước lượng khối lượng của vật cần đo. Đấy. Và tiếp theo là chúng ta ước lượng như thế để mình chọn cái cân có giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất phù hợp. Thì chú ý cho cô này, các em hãy quan sát lên bảng này. Để đo khối lượng của cơ thể thì ta nên dùng loại cân nào? Và đo khối lượng của hộp đựng bút cơ thể này và hộp đựng bút thì ta nên dùng loại cân nào? Chúng ta sẽ quan sát vào hai loại cân. Ở đây là có một cân có mắc, có ghi chữ mắc là 5 kg, tức là độ giới hạn đo là 5 kg. Đấy, và độ chia nhỏ nhất là 1 gram. Còn cân này, cân này là một cân gì có ghi mắc là 1120 kg cơ, và độ chia nhỏ nhất là 100 gram. Đấy, vậy thì theo các em mình nên chọn cân có, cân này sẽ có giới hạn đo nhé, là 120 kg. Còn cân này có giới hạn đo là chỉ là 5 kg thôi. Đấy, và độ chia nhỏ nhất là 1 gram. Cân này thì có độ chia nhỏ nhất là 100 gram. Lớn hơn. Đúng chưa? Vậy thì theo các em là khi mà đo khối lượng của cơ thể thì chúng ta nên chọn loại cân nào nhỉ? Cơ thể của chúng ta thì sẽ rơi vào tầm khoảng 40-50 cân hay là 40-50 kg. Được chưa? 40-50 kg thì mình sẽ chọn cân gì nhỉ? Cân có giới hạn đo là 120 kg và độ chia nhỏ nhất là 100 gram. Để chọn cân này đúng không? Cân này chúng ta cân khối lượng cơ thể nào. Khối lượng cơ thể của chúng ta là 50 kg mà chúng ta chọn cái cân mà có giới hạn đo có 5 kg thì có được không các em? Hoàn toàn là không được rồi, đúng chưa nhỉ? Thế nên là chúng ta sẽ phải chọn cái cân này. Cân này là cân y tế, đúng chưa? Còn hộp đựng bút của các em, đấy, cân khối lượng cơ thể vào tầm khoảng 50 kg. Còn hộp đựng bút của các em thì chỉ có khối lượng vào tầm khoảng bao nhiêu nhỉ? Tầm khoảng 200 gram hay là 500 gram, đúng chưa? Hay là đấy, hộp đựng bút thì chúng ta sẽ sử dụng cân này, được chưa? Cân mà có độ chia nhỏ nhất là 1 gram và giới hạn đo là 5 kg. Đây là cân cái hộp đựng bút. Hộp đựng bút thì chúng ta sử dụng cân này nhá, được chưa? Cân hộp đựng bút của chúng ta sẽ tầm khoảng 200 gram chẳng hạn. Đấy, hay là 500 gram thì chúng ta sẽ dùng cái cân nhỏ hơn, có giới hạn đo nhỏ hơn. Đấy, chúng ta chú ý là chúng ta sẽ phải ước lượng cái vật cần đo để chọn loại cân phù hợp. Khi mà chúng ta chọn loại cân phù hợp như thế thì chúng ta sẽ đo được một cách chính xác hơn, có thể đo được. Khối lượng cơ thể thì chúng ta không thể sử dụng cái cân này để chúng ta cân được rồi, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ phải ước lượng để chọn cái cân phù hợp để chúng ta có thể cân được và cân một cách chính xác nhất nhá. Bước tiếp theo để đo khối lượng thì các em cần phải hiệu chỉnh cân đúng cách trước khi đo. Và hiệu chỉnh cân đúng cách là mình cần phải đưa về vạch số 0 trước khi đo. Một số loại cân thì sử dụng lâu ngày nó sẽ có sai số, tức là
cái cân này nó không nằm cân bằng ở vạch số 0. Được chưa? Nó không nằm đúng giữa vạch số 0. Vì thế nên là mình cần phải chú ý mình hiệu chỉnh lại về vạch số 0. Đấy, có sẽ có nút hiệu chỉnh cho chúng ta để chúng ta có thể cân được đúng vật trước khi đo. Đấy, khi mà mình cân lên thì mình sẽ kim chỉ vào vạch nào thì mình sẽ đọc luôn kết quả vào vạch đó và mình không phải trừ đi nữa. Đúng chưa? Đấy, vì thế nên là chúng ta cần phải hiệu chỉnh, chú ý đấy là bước 3 nhé. Tiếp theo này, bước thứ 4 mình cần phải đặt vật lên cân hoặc là treo vật vào móc cân. Treo vật vào móc cân này đối với cân, đối với một số loại cân đòn thì mình cần phải treo vật vào móc cân. Còn cân đồng hồ hay là một số loại cân điện tử thì mình đặt vật lên đĩa cân thôi. Đấy. Và bước 5, đọc và ghi kết quả mỗi lần đo theo vạch chia gần nhất với đầu kim của cân. Đó, chúng ta sẽ cần phải đọc một cách chính xác nhất. Và chú ý cho cô là khi mà đặt vật lên cân để quan sát, đọc kết quả thì chúng ta cần phải nhìn thẳng, đúng không nhỉ? Đặt mắt nhìn vuông góc với mặt cân, mặt đồng hồ để chúng ta nhìn. Đấy, thì chúng ta mới có được một cái kết quả chính xác nhất. Đó là một số bước mà chúng ta cần phải nắm rõ để chúng ta đo khối lượng một cách nhanh và chính xác nhất. Cô nhắc lại nhé, khi đo khối lượng của một vật bằng cân thì ta cần phải thực hiện các bước sau này. Bước 1, ước lượng khối lượng của vật cần đo. Bước 2, chọn cân có giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất phù hợp. Bước 3, hiệu chỉnh cân đúng cách trước khi đo. Chúng ta cần phải hiệu chỉnh về vạch số 0, đúng chưa? Có một số loại cân điện tử thì mình chỉ cần bấm một nút, có một nút hiệu chỉnh, mình bấm một nút là nó sẽ tự hiệu chỉnh về vạch số 0 cho chúng ta. Bước thứ 4, đặt vật lên cân hoặc là treo vật vào móc cân. Bước 5, đọc và ghi kết quả mỗi lần đo theo vạch chia gần nhất với đầu kim của cân. Đây là các bước mà chúng ta sẽ cần phải thực hiện khi mà cân một vật. Dựa vào đó thì các em hãy thực hiện đo khối lượng của viên bi và cặp sách. Đấy. Vậy thì viên bi sắt và cặp sách thì sẽ có những chúng ta sẽ cần phải chọn những loại cân phù hợp với viên bi và với cặp sách của chúng ta, đúng không? Dụng cụ ở đây chúng ta sẽ cần phải là chọn, đó là một số loại cân trong phòng thực hành, viên bi sắt và cặp sách. Được chưa? Vậy thì ở đây bi sắt thì chúng ta sẽ chọn cân gì các em nhỉ? Bi sắt thì chúng ta có thể chọn cân tiểu ly, được chưa? Hoặc là cân điện tử. Ở cặp sách thì chúng ta có thể chọn cân gì? Cặp sách chúng ta có thể chọn cân điện tử hoặc là cân gì nhỉ? Cân đồng hồ nhưng mà có giới hạn đo lớn. Đấy, tùy thì, cặp sách của chúng ta sẽ tầm khoảng bao nhiêu cân nhỉ? 10 cân đúng không? 10 kg. Đấy, vì thế nên mình có thể chọn 10, 20 kg. 20 kg thì chúng ta có thể chọn cái cân đồng hồ có giới hạn đo là 30 kg chẳng hạn. Đấy, mình sẽ chọn cân có giới hạn đo lớn hơn, giới hạn đo của cân lớn hơn với lớn hơn vật cần cân, lớn hơn khối lượng của vật cần cân, đúng không? Đấy. Và chọn những cái cân mà có độ chia nhỏ nhất phù hợp. Ví dụ vật của các em rơi vào tầm khoảng 20 kg thì chúng ta có thể chọn độ chia nhỏ nhất tương ứng những cái loại cân có độ chia nhỏ nhất vào khoảng đơn vị là gam hoặc là đơn vị là kg, đúng chưa? Còn đối với những cái viên bi sắt mà chỉ có đơn vị rơi vào gam thôi, bi sắt, đối với bi sắt nó chỉ rơi vào tầm 5 đến 10 gam thôi, thì các em nên chọn độ chia nhỏ nhất ở đây. Độ chia nhỏ nhất ở của bi sắt ở đây là đơn vị là miligam hoặc là gam. Được chưa? Không chọn những cái cân mà có độ chia nhỏ nhất mà rơi vào kg. Đơn vị là kg là không được. Được chưa? Thì cân này nó sẽ không chính xác. Tiếp theo này, các bước này tiến hành đo ước lượng khối lượng của viên bi sắt và cặp sắt, được chưa nhỉ? Lựa chọn cân phù hợp, hiệu chỉnh cân về vạch số 0, đặt viên bi sắt và cặp sắt lên cân. Bước 5 là đọc và ghi kết quả sau mỗi lần đo. Các em hãy thực hành và làm đúng theo các bước này cho cô nhá. Chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị cho cô một bảng sau giúp cho quá trình đo khối lượng của chúng ta. Bảng này thì cô sẽ có một số cột. Cột thứ nhất
là đối tượng cần đo, các em sẽ ghi đối tượng cần đo ở đây. Ở đây thì mình đo viên bi sắt và cặp sách, đúng không nhỉ? Tiếp theo là khối lượng ước lượng được. Ví dụ các em ước lượng viên bi sắt là 200g thì các em ghi vào đây là 200g. Còn ước lượng khối lượng của cặp sách là 20kg thì mình sẽ ghi ở đây là 20kg chẳng hạn. Tên dụng cụ đo. Vậy thì tương ứng với cái việc là 20g của viên bi sắt à, thì mình chọn cân là loại cân gì? À, ví dụ như là cân tiểu ly thì mình sẽ ghi vào đây là cân tiểu ly, hoặc là mình chọn cân đồng hồ hay là cân điện tử thì chúng ta sẽ ghi vào đây nhá. À, cặp sách thì chúng ta cũng sẽ từ cái khối lượng ước lượng của cặp sách thì mình sẽ chọn cái loại cân phù hợp thì chúng ta sẽ ghi tên vào đây. Và tương ứng với cái loại cân đó thì sẽ có giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất tương ứng. Chúng ta cũng sẽ ghi vào cột giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất này. À, các lần đo. Lần đo thứ nhất là M1. Các em sẽ ghi kết quả của từng lần đo ra. Và sau đó khối lượng cuối cùng các em sẽ tính trung bình, tính giá trị trung bình, tức là M ở đây sẽ bằng là M1 cộng M2 cộng M3. Ba giá trị này rồi chúng ta chia trung bình ra. Được chưa nhỉ? Và chú ý cho cô là cái đơn vị đo. Đấy. Ví dụ như là 200g thì chúng ta sẽ cần phải ghi kết quả kèm với đơn vị đo vào đây. Đơn vị vào đây nhá. Được chưa nhỉ? Đấy. Tương tự như thế với cặp sách thì mình cũng sẽ đo 3 lần và chúng ta sẽ tính cái giá trị trung bình ra. Chúng ta rút ra được cái kết quả cuối cùng. Kết quả này là kết quả chính xác này. Kết quả chính xác hơn so với mỗi lần đo tương ứng này. Được chưa nhỉ? Đó, đó là cái cách để đo khối lượng của viên bi sắt và cặp sách. Vậy thì kiến thức lý thuyết trọng tâm trong bài học của chúng ta ngày hôm nay các em sẽ cần phải nắm được đó là đơn vị đo khối lượng là gì này, à, có những loại dụng cụ đo khối lượng nào, à, giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất tương ứng thì chúng ta sẽ cần phải biết cách xác định nhé. Và tiếp theo là các em biết cách thực hành đo khối lượng của một vật. Có 5 bước để đo khối lượng của một vật, đúng không nhỉ? Các em sẽ phải chú ý cho cô 5 bước đấy nhá. Rồi, đó là những kiến thức lý thuyết trọng tâm trong bài học của chúng ta ngày hôm nay. Vậy vận dụng những kiến thức đó, các em hãy làm cho cô một số bài tập sau. Bài tập thứ nhất, khi mua trái cây ở chợ, loại cân thích hợp là cân tạ, cân rô bếp van, cân đồng hồ hay cân tiểu ly. Cân tạ thì sẽ cân những cái vật có khối lượng tạ hay là tấn, à, khối những cái vật mà có khối lượng rất là lớn. Cân rô bếp van thì sao nhỉ? Vậy thì chúng ta sẽ không sử dụng cân tạ trong trường hợp mua trái cây, đúng không nhỉ? Cân rô bếp van là những loại cân ở trong phòng thí nghiệm thôi, thường được sử dụng để trong phòng thí nghiệm. Cân đồng hồ hay là cân tiểu ly nhỉ? Cân rô bếp van mình cũng không sử dụng này. Cân đồng hồ hay cân tiểu ly? Chúng ta sẽ chọn cân đồng hồ nhá. Cân tiểu ly thì có khối lượng rất là nhỏ, miligam đến gram thì thường thì người ta sử dụng để cân vàng thôi. Còn cân đồng hồ thì chúng ta sẽ sử dụng, thường sử dụng trong mua bán hàng ngày. Trái cây của chúng ta sẽ có khối lượng vào rơi vào khoảng kilogram, đúng không nhỉ? Ví dụ như là 1kg hay là 2kg chẳng hạn thì chúng ta sẽ sử dụng cân đồng hồ. Bài tập số 2, loại cân thích hợp để sử dụng cân vàng là cân tạ, cân đòn, cân đồng hồ hay cân tiểu ly. À, cô vừa nhắc rồi, cân tiểu ly dùng để cân những cái vật có khối lượng rất là nhỏ. Vàng của chúng ta thì có khối lượng nhỏ, đúng không nhỉ? Chỉ là một ly vàng hay là một gì nhỉ? Một chỉ vàng thôi. Nó rơi vào tầm gram thôi, đúng không nhỉ? Đấy, có khối lượng rất nhỏ thì chúng ta sẽ sử dụng cân tiểu ly. Đấy, cân có độ chia nhỏ nhất và giới hạn đo nhỏ. Thì độ chia nhỏ nhất nó càng nhỏ thì nó càng chính xác, thì chúng ta sử dụng cân tiểu ly để được kết quả chính xác nhất. Cân tiểu ly để cân vàng, chú ý cho cô nhé. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với bài tập số 3. Trên một hộp bánh có ghi 500g, con số này có ý nghĩa gì? A. Khối lượng của bánh trong hộp. B. Khối lượng cả bánh trong hộp và vỏ hộp. C. Sức nặng của hộp bánh. Và D. Thể tích của hộp bánh. Vậy thì ở trên những bao bì của những loại bánh hay là những loại kẹo hay là một loại đồ ăn gì đó chẳng hạn, đúng không? Người ta cũng có ghi khối lượng. Ví dụ như là 200g hay là 500g hay là 1kg. Vậy đó là khối lượng gì các em nhỉ? À, thường thì cái khối lượng đấy chính là khối lượng của bánh ở trong hộp
hay là khối lượng của kẹo ở trong gói kẹo đấy. Đấy, hay là khối lượng của đồ ăn ở trong cái hộp đồ ăn đó. Đấy, đó chính là 500g. Vậy 500g ở đây chính là khối lượng của bánh trong hộp. Được chưa nhỉ? Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với bài tập số 4. Bài tập số 4 như sau này. Có 20 túi đường, ban đầu mỗi túi có khối lượng là 1kg. Sau đó người ta cho thêm mỗi túi 2 lạng đường nữa. Khối lượng của 20 túi đường khi đó là bao nhiêu? Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng phải đi tính cho cô là khối lượng của 20 túi đường ban đầu. Được chưa nhỉ? Khối lượng tổng khối lượng đường này, chúng ta sẽ trả lời là tổng khối lượng của 20 túi đường ban đầu nào, có 20 túi đường này, ban đầu thì mỗi túi sẽ có khối lượng là 1kg. Vậy là chúng ta sẽ lấy 20 nhân với 1 là bằng 20kg. Ban đầu là sẽ có 20kg. Được chưa nhỉ? Rồi sau đó là người ta cho thêm mỗi túi 2 lạng đường nữa. Vậy bây giờ chúng ta sẽ tính là khối lượng đường thêm vào. Khối lượng đường thêm vào ở đây sẽ là bằng bao nhiêu? Người ta cho thêm mỗi túi 2 lạng. Chúng ta sẽ cần phải đổi lạng. 2 lạng. 2 lạng ở đây sẽ bằng là gì nhỉ? Lạng hay là hectogram? Được chưa nhỉ? 2 lạng ở đây. Nào, chú ý cho cô nha. 1 lạng này bằng 1/10kg hay là bằng 0,1kg? Được chưa? Vậy thì 2 lạng ở đây sẽ là bằng 0,2kg. Chúng ta lấy 2 nhân với 0,1. 1 lạng là 0,1kg. Vậy 2 lạng là 0,2kg. Được chưa? Vậy bây giờ là khối lượng đường thêm vào. Đầu tiên là chúng ta sẽ đổi đã nhé. Đổi 2 lạng bằng 0,2kg. Khối lượng đường thêm vào ở đây sẽ là mình thêm mỗi túi 0,2kg. Vậy là 2 túi. Là mình lấy 20 nhân với 2. Lấy 0,20 nhân với 0,2. Chúng ta sẽ được là 4kg nữa. Vậy là người ta thêm vào 4kg nha. Vậy thì cuối cùng chúng ta sẽ có khối lượng của 20 túi đường. Khối lượng của 20 túi đường sẽ là, đầu tiên là có 20 cộng với 4 nữa là 24. 20 này thêm vào 4, chúng ta sẽ cộng với 4. Kết quả là bằng 24kg. Được chưa nhỉ? Vậy thì cuối cùng chúng ta sẽ có là 24kg đáp án A. Chúng ta đã hiểu cái cách làm của bài này chưa nhỉ? Đó. Bài tập số 4 này cũng là bài tập cuối cùng kết thúc video bài học của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các em trong những video bài học sau. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.